đầu cho bà xã mình tự tạo mẫu cho mình cái tóc của mình để xem sao như thế nào nghe mọi người. Lần đầu tiên để cho bà xã mình thiết kế cho mình mẫu tóc nha mọi người xem, để cái kết cục nó cái tóc của mình sẽ như sau đây. Rồi bắt đầu mời người đẹp tóc cho mình nha. Đầu tiên thử thách cắt tóc cho mình. Được không? Cắt cái kiểu gì vậy? Gì? Cắt cái gì vậy? Ngồi yên đi. Người ta cắt cho. Được không đó trời. 10 năm cho một ngày mới tin tưởng. Nay mình giao cái đầu tóc của mình cho bà xã. Là chở nó nắm tóc đi gì đó. Hôm nay lần đầu tiên mình giao cho cái đầu cho bà xã mình, nó tự tạo mẫu cho mình cái mẫu tóc này, cái mẫu tóc thầy tu á, mẫu tóc độ ta không độ nàng á. Để dịch lỗ tai cũng chắc ngang mọi người, không nó cắt lỗ tai rồi mệt lắm á. Anh không tin tưởng em á. Đầu tiên rồi tôi thấy là tôi đã xong rồi đó. Rồi hiểu luôn rồi em ha, thấy hình như là nó bị lõm lõm đổ rồi. Bỏ tay ra đi chút xíu tôi đền cho lũ tay mới. Che che ngoài phố cất chết nè. Mình cũng đang ngồi họp á mọi người ơi, không biết lát nữa cái tác phẩm của cái đầu mình nó ra cái gì đi. Hình dáng gì đó. Rồi hiểu rồi ha. Hiểu rồi đó ha. Rồi. Sao em thấy chị cầm cái lưỡi cái tông đơ kỳ vậy? Dạ. Em thấy cầm kỳ vậy? Nãy chỗ này không có cân bản chết luôn á. Trời ơi, chở cái đầu của tôi. Chết. Không tóc kiểu mùa hè mà. Anh thấy em đẩy là em đẩy gì, em đẩy lùa em không nhìn em coi chết anh luôn rồi. Yên tâm đi, ngồi đi, ta làm cho. Tin tưởng tay nghề gì chứ.
15 trong một ngày mà. Tôi nghĩ nói rồi đó ha mọi người, mình nghĩ nói rồi đó, bây giờ một lát nữa là để coi thôi. Một là để tóc, hai là đầu chọc luôn á. Vỗ tay, vỗ tay. Dính lỗ tai coi cái kỹ dùm bên trời. Cắt luôn lỗ tai của em. Giỡn hoài. Hết đi, tập trung hết rồi đừng giỡn. À, cái kéo nó đi thôi mà nó lạnh lạnh. Sợ nó cắt một cái lỗ tai nó văng ra ngoài. Người xem thấy giờ mình đẩy phát tóc được không mọi người? Mình cái đầu tóc mình nhìn thấy được không mọi người? Được thì nhớ like cho mình một like nha. Nóng quá em cắt bỏ cái chùm này cho anh. Để mình coi kiểm tra thử coi xem sao ha. À, mọi người xem giùm mình, giúp mình coi bà xã mình cắt cho mình cái tóc có thấy có ok mọi người. Nếu cảm thấy ok mọi người cho mình một like ha. Mình không biết có đẹp không thôi, nói chung là vợ mình cắt như sau thì mình cũng vẫn để vậy thêm gì thôi. Đây này là cả một cái tác phẩm của bà xã mình nha mọi người. Đây. Thì nói chung thì bà xã của mình là cũng làm cái nghề này cũng lâu rồi nhưng mà không bao giờ cắt tóc nam, chưa cũng có chỉ cắt tóc nữ, làm tóc nữ thôi, không có tóc nam. Lần đầu tiên này giao tác phẩm này cho bà xã mình tạo cho mình. Đây mọi người thấy đẹp không? Nói chung là mình nhìn thì cho là tạm đi, khắc điểm. Ok. Trời, tôi khắc đẹp gì mà cho có 5 điểm mà trời. Mọi người xem nha. Nói chung là ổn ổn mọi người, nói chung là trời nóng nực quá, cắt ngắn vậy cũng được rồi, gọn. Mọi thấy ok thì mọi người cho mình một like nha mọi người. Chào và hẹn gặp lại nha. Rồi. Quá chào khỏe luôn mọi người, hôm nay muốn hớt tóc mà không có ai hớt hết trơn. Hôm nay là giao đầu cho người đẹp mình hớt luôn á. Rồi cái đầu này kêu bằng tóc kiểu này là kiểu gì như bà thợ? Em cũng không biết nghe, em không biết cắt tóc nào, em chỉ biết cắt thời gian biết kiểu gì nữa. Này là đầu này là đầu nấm quá à. Để em chảy giữ lên cho nữa nha. Thôi được. Chảy lên đi, chảy lên kiểu lên cho đẹp đi. Đứng chảy lên nè. Nè. Đây là xu hướng hôm nay rồi mọi người. Để lên đi. Chảy lên cho đẹp trai coi. Em thích để kiểu này nè, kiểu đăng trường xưa nè. Xấu quá à, chảy lên đi. Để gì đi. Chị đẹp nha. Thì hồi đó giờ anh đẹp trai đó, giờ hôm nay anh cho anh xấu một bữa thôi đâu. Chảy lên đi. Chảy mà không được được. Đây, để mình chảy thử coi. Thank you.
ok cho mọi người. Thôi chào tạm biệt các mọi người nha. Mình đi. Ngồi đầu. Rồi, bye. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ.